Châu Tinh Trì nợ nần tới mức thế chấp biệt thự, tình cũ đòi tiền. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Châu Tinh Trì được biết đến là ông vua phim hài Hồng Kông. Nhưng thời gian gần đây, ông vua phim hài lại vướng phải những vụ lùm xùm về vấn đề tiền bạc. Cụ thể như thế nào, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Thông tin về việc Châu Tinh Trì về nợ nần mà thế chấp nhà đã xuất hiện đồng loạt, thu hút rất lớn sự chú ý của truyền thông. Theo các cổng thông tin từ Hồng Kông, vua hài đã ký một hợp đồng đánh cược với công ty Thượng Hải Văn Hóa. Cụ thể, hợp đồng quy định trong khoảng thời gian từ năm 2016 cho đến năm 2019, nếu Châu Tinh Trì không thu về được khoản tiền lãi là 140 triệu đô, tức là khoảng 3,2 nghìn tỷ, thì sẽ phải bồi thường tiền mặt hoặc là mua lại cổ phần công ty. Song, vì diễn biến phức tạp của Covid-19 mà các sản phẩm của Châu Tinh Trì đều bị trì hoãn lịch quay hoặc là không thể ra màn ảnh rộng. Việc này đã khiến nam diễn viên không thể kiếm được số tiền như đã thống nhất trên hợp đồng, khiến ông phải thế chấp cả khu biệt thự mình đang ở để trả nợ. Chưa hết, sau đó, ông còn bị người tình ngày trước của mình là Vu Văn Phượng đòi trả số tiền là 70 triệu Hồng Kông, tức là khoảng 210 tỷ đồng. Vào tháng 11 tới đây, Tòa án Hồng Kông sẽ mở phiên tòa xét xử vụ việc trên khi nhận được đơn tố cáo từ Vu Văn Phượng. Theo người tình cũ của nam diễn viên, bà là cố vấn tài chính cho công ty của Châu Tinh Trì trong khoảng thời gian hẹn hò và từ đó tài sản của ông cũng tăng lên rất nhiều. Bên cạnh tiền lương, Châu Tinh Trì còn hứa sẽ trả thêm tiền hoa hồng cho Vu Văn Phượng tới mức là 10%, tổng số tiền lên đến 80 triệu Hồng Kông, tức là gần 240 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Châu Tinh Trì chỉ mới trả 10 triệu Hồng Kông, tức là khoảng 30 tỷ đồng. Phản hồi về vụ việc trên, Châu Tinh Trì thông qua luật sư của mình cho biết không hề thiếu Vu Văn Phượng bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí là chưa hề đưa 10 triệu như cô đã nói. Ngay khi thông tin lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội về việc Châu Tinh Trì phải cầm cố biệt thự để trả nợ thu hút được sự chú ý, bàn tán từ cộng đồng mạng, phần lớn mọi người tỏ ra khá bàng hoàng trước vụ việc. Bồi thường hợp đồng, thất bại trong kinh doanh, lại còn bị người tình cũ đòi nợ, có vẻ như nam diễn viên Châu Tinh Trì đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đau đầu. Dịch bệnh đi qua có thể sẽ là cơ hội để những sản phẩm điện ảnh của Châu Tinh Trì có thể ra rạp, giúp giải quyết vấn đề tài chính của vua hài Hồng Kông. Nhưng bao giờ mọi thứ mới trở nên ổn định thì chưa ai dám nói trước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.